Thưa quý vị, Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng dịch vụ là vấn đề được ngành du lịch thành phố quan tâm hàng đầu. Bởi du khách có hài lòng với chất lượng dịch vụ, thì sức hút của điểm đến mới được nâng lên. Trong mùa cao điểm hè hiện nay, trung bình mỗi ngày ước tính có hơn 100 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Lượng khách tăng lên nhanh chóng, khiến các hoạt động du lịch dịch vụ tại thành phố cũng trở nên sôi động. Tuy nhiên, không vì thế mà giá cả dịch vụ leo thang. It's really cheap and affordable. Tôi thấy giá cả dịch vụ tại Đà Nẵng tương đối rẻ và rất phải chăng. Mong là sẽ có thêm nhiều khách Hàn Quốc đến đây để trải nghiệm, bởi vì mọi thứ ở đây đều thực sự rất tuyệt vời. Everything else is so perfect. Theo ghi nhận của các đơn vị lữ hành du lịch, lượng khách trong thời gian gần đây khá nhộn nhịp, có giai đoạn bằng hoặc vượt cả thời điểm năm 2019 khi chưa xảy ra dịch. Trước áp lực biến động của giá cả thị trường, nhất là giá xăng dầu, các doanh nghiệp nhìn chung đều nỗ lực ổn định giá dịch vụ nhằm hút khách, cũng như góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ của điểm đến Đà Nẵng. Khách du lịch đổ về Đà Nẵng rất là đông, dẫn đến áp lực cho một số nhà cung cấp, các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển. Chúng ta nên nghĩ về cái lợi ích dài hơn để chúng ta tránh điều chỉnh giá quá cao, dẫn đến ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, áp lực về lượng khách tăng nhanh, trong khi đó nguồn nhân lực du lịch chưa phục hồi hoàn toàn, đã khiến nhiều đơn vị gặp khó khăn trong duy trì, đảm bảo chất lượng dịch vụ mùa cao điểm. Nó có một cái khó khăn là sau khi phục hồi là cái nhân lực của ngành du lịch, đặc biệt là các cái cơ sở lưu trú, nó cũng còn hạn chế ở một số cái bộ phận. Cho nên triển khai đối với những đoàn khách đông để đảm bảo được chất lượng dịch vụ là một trong một cái mà các cái cơ sở lưu trú hiện nay cũng đang đối mặt với vấn đề khó khăn này. Nhằm đảm bảo chất lượng điểm đến trong mùa cao điểm hè, Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở dịch vụ du lịch nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, đảm bảo số lượng, chất lượng, chú trọng kỹ năng thái độ phục vụ khách, đảm bảo an ninh an toàn điểm đến.